Công ty Nhà đất Quyền Trang xin chào anh chị, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang có mặt ở xã Tân Lý Tây của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị một căn nhà. Nhà của mình là sẽ nằm ở bên kênh nha anh chị. Và có tổng diện tích là khoảng 310m², trong đó là có 100m² hữu cư luôn. Chủ chốt giá là 1 tỷ rưỡi nha. Giá cả thì anh chị mình sẽ đi xem nhà và mình gặp trực tiếp với chủ nhà để anh chị thương lượng luôn nha. Thì cái hướng ở bên đây nè anh chị, nếu như mà mình đi thông ra là mình sẽ đi ra ngoài ngay chỗ mà ngã ba Phú Mỹ á, là cái hướng ở bên đây nha anh chị. Đường này của mình á là đường 3m rưỡi, và xe tải hoặc là xe ô tô 16 chỗ là anh chị có thể ra vô thoải mái luôn. Tại vì em nhớ lúc nãy khi mà em chạy lại đây nè, là cái nhà hàng xóm mình ở đằng đây là em thấy có một chiếc xe tải rất là lớn luôn, là có thể vô được luôn ha. Còn cái hướng ở bên đây nè, anh chị mình đi ra khoảng 500m thôi là mình sẽ tới ngay chỗ mà đường tỉnh lộ 866B, ngay chỗ mà khúc mà gần nhà thờ Ba Dòng á anh chị. Và vị trí nhà của mình ở đây nha, sẽ gần với khu công nghiệp Tân Hương luôn. Để một lát nữa em mở cái định vị lên để cho anh chị mình xem nha. Và cái vị trí xung quanh đây là khu dân cư đông đúc nha anh chị. Nhà hàng xóm của mình á là san sát nhau thôi. Vị trí rất là tuyệt vời luôn ha. Rất là thích hợp để cho anh chị mình có thể cất một căn nhà vườn nghỉ dưỡng lên ha. Rồi thì căn nhà mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị là căn nhà ở bên đây nè. Đó là nhà của mình ha. Thì từ ngay chỗ cái con đường đan công cộng 3m rưỡi này nè, hiện tại là mình sẽ có một cây cầu xe máy để đi vô trong nhà của mình. Thì sau này về nếu như mà anh chị mình muốn bắt một cây cầu ô tô á, thì anh chị mình có thể bắt rộng ra cũng được, là mình sẽ bắt từ ngay chỗ vị trí cái mí cầu này luôn, rồi mình sẽ bắt dài qua bên đây là tầm khoảng 3m để ô tô mình vô được nha. Hồi nãy thì em có hỏi anh chủ rồi, thì anh chủ nói thì cái phần đất bên kinh này nè là thuộc về quyền sở hữu của cái chủ nhà hàng xóm bên đây, nhưng mà cái cây dừa này, cái phần này thì anh đã mua sẵn rồi, cho nên là khi mà anh chị mình bắt cầu á, thì mình có thể bắt từ ngay chỗ cái mí này ha. Mình sẽ bắt dài qua tới ngay chỗ cái khoảng này là để xe ô tô mình có thể qua bên nhà và đậu trong sân nhà luôn nha. Rồi thì bây giờ em sẽ dẫn anh chị đi vô xem nhà và xem đất xung quanh ha. Đây là có một cái cổng nè. Cầu thì chỉ là cầu xe máy thôi, nhưng mà có sẵn một cái cổng luôn ha. Anh chị mình có thể kéo cổng lại cũng được. Nhà mình á nha, thì có tổng diện tích là khoảng 310m², và trong đó là có khoảng 100m² thổ cư nha. Và có một căn nhà thì chủ chốt giá luôn là 1 tỷ rưỡi nha. Nhà của mình á thì mặt tiền bề ngang là khoảng 13m7. Teo hậu nha, đất của mình á thì sẽ teo hậu nha anh chị. Mặt tiền ngang á là 13m7, hậu á thì còn khoảng 9m rưỡi. Thì 13m7 là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cây trụ ranh giới ở đây nè. Đây, đây là cái cây trụ ranh giới của mình nè. Thì anh chị mình bắt cầu á là mình có thể bắt từ ngay chỗ cái mí cầu cũ ở bên đây. Mình bắt ngược qua bên đây nha anh chị, bắt ngược qua tới ngay chỗ mà cái mí trụ ở đây, hoặc là mình có thể bắt lớn ra một xíu nữa bên đây là vẫn được luôn nha. Nhưng mà mình sẽ không có được bắt ngược qua mé bên đây ha anh chị. Đó. Bề ngang 13m7 là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cây trụ ranh giới đó, mình sẽ đo dài qua bên đây là sẽ tới ngay chỗ cái khoảng mà cây dừa nhỏ nhỏ ở đây nè anh chị. Đó là tới ngay chỗ khoảng cây dừa này là 13m7 ha. Còn chiều sâu vô của mình á thì một bên á là 39, còn một bên á là khoảng 22 nha. Thì sâu vô mé bên đây là khoảng 39 nè anh chị, còn mé bên đây là khoảng 22 nha. Đó, thì đây là căn nhà của mình nè. Anh chị ơi, em cái chiều dài của mình á anh chị, thì bên đây là 39, còn bên đây là khoảng 22 nha. Hồi nãy là em chỉ lộn á. Còn cái hậu của mình là còn khoảng 9m rưỡi ha. Và đây là cái căn nhà của mình nè anh chị. Cái mặt tiền bề ngang là 13m7 á, là sẽ tới ngay chỗ cái khoảng vị trí cây dừa nhỏ nhỏ ở đây, và mình sẽ đo dài xuống tới cái mí ở dưới đây luôn. Thì ở dưới đây á, để em chỉ cho anh chị xem nè, khi mà mình đo xuống á là mình sẽ đó anh chị xem, có một cái nhà tắm nhỏ nhỏ ở đây nè. Thì đất của mình á, ngay chỗ vị trí nhà này mình đo ra là tầm khoảng 1m tới 1m rưỡi thôi, là mình sẽ bị vướng một phần của cái nhà vệ sinh này nè. Thì nhà vệ sinh này á, thì nó sẽ nằm riêng lẻ, nó không có nói vô cái căn nhà của mình, cho nên là cái phần đó nếu mà mình đo dư ra đất của hàng xóm á, thì mình có thể đập bỏ cái phần đó là vẫn được bình thường nha. Và cái mặt tiền phía trước của mình á anh chị, sau này về nếu như mà anh chị mình có muốn rào hàng rào ranh giới lại á, thì mình sẽ chừa vô từ ngay chỗ cái mí mương này nè, anh chị mình sẽ chừa vô là khoảng 1m rưỡi, để cho mà cái hộ hàng xóm bên đây nè, là nhà của bà nội của chủ đất á, là sẽ còn một con đường để mà mình có thể đi qua bên một cái miếng đất của bà nội là nằm ở bên đây nha. Mình chỉ là chừa ra một cái phần đường đó để cho bà nội đi thôi, nhưng mà đất thì vẫn là thuộc về quyền sở hữu của mình luôn nha anh chị. Rồi thì em sẽ dẫn anh chị mình đi vô xem nhà ha.
Nhà này thì là nhà cấp 4, là nhà xây từ ngày xưa tới giờ anh chị, cho nên là cái móng rất là kiên cố luôn, cho nên là anh chị mình cứ yên tâm ha. Nhà thì cũng đã có đóng la phong hết luôn rồi nè anh chị. La phong rồi, có lót gạch đồ này kia là đầy đủ hết luôn rồi ha. Đây là cái không gian phòng khách của mình nè. Nhà thì em thấy tuy là nhà cấp 4 nhưng mà xây cũng rất là rộng rãi luôn và rất là kiên cố luôn ha. Thì sau này về anh chị mình có thể mình muốn dán gạch cao lên là vẫn được, mình có thể sửa sang lại là vẫn được bình thường ha. Nhà mình thì ở đây là được 3 phòng ngủ. Phòng bên đây thì khóa cửa rồi, em sẽ không có vô ha. Thì em có đèn không ta? Có đèn không chị? Có đèn không chị? Không có đèn hả? Phòng bên đây không có đèn cho nên là em sẽ quay đảo phòng bên đây cho anh chị xem nha. Thì ba phòng ngủ của nhà mình là đều giống như nhau hết ha. Đó, phòng ngủ thì cũng có đóng la phong hết và phòng đều rất là rộng rãi luôn. Rồi thì đây là sẽ là cái không gian nhà bếp của mình và nhà vệ sinh ha. Nhà vệ sinh của mình là ở đây, rồi bên đây là không gian nhà bếp của mình ha. Ở dưới nhà bếp thì chưa có đóng la phong nha anh chị. Đó, còn đây là cái phần mà mình sẽ thông ra ngoài phía trước mặt tiền của mình nè. Đó. Ở đây thì thuộc về xã Tân Lý Tây của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nhà của mình là nằm bên đây kênh và có tổng diện tích là khoảng 310m2, trong đó là có khoảng 100m2 thổ cư, có một căn nhà cấp 4 luôn và chủ chốt giá là 1 tỷ rưỡi nha. Mặt tiền bề ngang là khoảng 13m7 và hậu là còn là 9m5, còn chiều dài vô một bên là 39, một bên là 22 ha anh chị. Đây là cái khoảng phía sau của mình rất là rộng luôn nè. Anh chị mình có thể ngăn thêm vài phòng ngủ nữa hoặc là mình làm thêm một cái căn nhà nữa là vẫn được luôn á, tại vì em thấy rất là rộng luôn ha. Rồi thì bây giờ để em sẽ dẫn anh chị đi ra ngoài phía sau đất ha. Bên đây là bức tường của nhà hàng xóm rồi, mình giáp ranh với bức tường của nhà hàng xóm nè. Rồi em dẫn anh chị đi ra ngoài phía ngoài để mà mình xem đất ha. Chiều dài tới đâu anh chỉ giùm em với. Vậy đó hả? Anh chị ơi, hồi nãy em cũng có hỏi thăm thử chủ nhà là hồi lúc trước là chủ có gửi cho anh chị nhà đất nào quay giá bao nhiêu không? Để tụi em biết, tụi em nói vô luôn. Thì chú có nói là hồi trước là chú cũng có gửi cho bên kênh nhà đất của anh chị nào quay á, thì giá là 1 tỷ 7. Còn bây giờ thì mình muốn bán nhanh cho nên là chốt giá 1 tỷ rưỡi. Nên là tụi em đã xin quay cái giá chốt là 1 tỷ rưỡi luôn á nha anh chị. À đây, đất của mình là sẽ tới cái mí hàng rào lưới B40 ở đây nha. Đây là cái lưới rào ở phía cuối đất của mình nè ha. Vậy là mình đo qua là tới có khoảng nào ta? Vậy là mình đất của mình á anh chị, thì cái bên mà chiều dài 39m á, như hồi nãy em nói mình đo vô là mình sẽ bị vướng một phần của cái nhà tắm á. Thì tính ra là mình đo vô là mình sẽ bị vướng một cái phần ở đây nè. Thì cái phần bên đây là mình có thể đập bỏ, coi như là cái này thì nhà vệ sinh thôi, anh chị có thể đập bỏ cái phần này luôn, mình có thể xây một căn nhà vệ sinh khác ở trong nhà của mình ha. Rồi thì để em sẽ mở định vị để cho anh chị mình xem nha. Ở đây là khu vực là đông dân cư nha anh chị. Vị trí này thì sẽ thích hợp cho những anh chị mà mình thích tìm một cái căn nhà ở dưới quê á, để mà mình có thể cuối tuần mình về mình nghỉ dưỡng á anh chị. Là ở đây là em thấy là cũng khá là thích hợp luôn á. Cây tre gì mà nó ngộ vậy? Tre Mạnh Tông hả? Rồi thì nhà của mình để em xem nó nằm ở hướng nào ha. Nó sẽ nằm ở xéo xéo. Đây, nó sẽ nằm ở xéo xéo vậy nè anh chị. Là nhà mình sẽ nằm ở hướng đông bắc nha.
Rồi anh chị xem nè, cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng ở nhà của mình nè. Thì cái hướng ở bên đây là mình đi khoảng 500m là mình sẽ ra tới ngay chỗ mà đường tỉnh lộ 866B ấy, ngay chỗ mà khúc mà gần cái nhà thờ Ba Dòng á anh chị. Đó, còn cái hướng ở dưới đây là mình sẽ đi về ngay chỗ mà ngã ba Lương Phú nè, ngã tư Lương Phú nè ha, sát bên thị trấn Tân Hiệp, chợ đêm Tân Hiệp rồi nè. Rồi điện máy xanh là đầy đủ hết luôn nè. Đó rồi thì bây giờ để em sẽ mở chợ thử coi ở đây là anh chị mình sẽ đi chợ nào là gần nhất ha. À ở đây mình á là mình sẽ gần ngay chỗ mà chợ Tân Lý Đông mới. Mình đây nè, chợ Tân Lý Đông mới nè anh chị. Bên đây là có chợ Tân Lý Tây nè, ở đây là có chợ Tân Hiệp rồi nè ha. Thì để em xem thử coi ở đây mà mình đi lại tới ngay chỗ mà chợ Tân Lý Đông mới á thì trung bình mình đi là có 750m thôi anh chị ơi. Sát bên luôn nè, 750m thôi ha. Đó, vòng vòng ở đây á là có ủy ban. À cái này là thuộc về ủy ban của xã Tân Lý Đông rồi. Dân cư rất là đông luôn nè. Rồi trường tiểu học, trường mẫu giáo rồi nè. Khu nhà trọ đồ rất là nhiều luôn. Tại vì ở đây là gần khu công nghiệp Tân Hương ha. Còn từ vị trí của mình ở đây á nha, mà anh chị đi tới ngay chỗ mà thị trấn Tân Hiệp á, mình về tới thị trấn Tân Hiệp á thì trung bình là khoảng 4 cây số nha. Anh chị đi là khoảng 8 phút là mình sẽ về tới ngay chỗ thị trấn Tân Hiệp. Ở đó là sẽ có chợ nè, rồi có chợ đêm Tân Hiệp luôn, có trung tâm y tế huyện Châu Thành nè, đó rồi có ngân hàng nè ha, có cây ATM nè, rồi em thấy là có công ty luôn nè anh chị. Đó, rất là nhiều luôn. Rồi á em sẽ thấy là có công an nè, có ủy ban nè ha, rồi có phòng khám, rồi có nhà văn hóa luôn, rồi có văn phòng công chứng là đầy đủ hết luôn nha anh chị. Là mình đi là có 8 phút thôi là mình sẽ tới nha. Ở đây thì em thấy là gần với ngay chỗ mà khu công nghiệp Tân Hương và khu công nghiệp Long Giang. Thì để từ đây nha, mà anh chị đi tới ngay chỗ mà khu công nghiệp Tân Hương thì mình đi là có 5,5 cây số thôi. Anh chị xem nè, mình đi là 10 phút là mình sẽ thấy khu công nghiệp Tân Hương ha. Còn mà từ vị trí của mình ở đây á, anh chị đi tới ngay chỗ mà khu công, để em xem khu công nghiệp Long Giang đi ha. Ở đây mà qua khu công nghiệp Long Giang cũng sát bên anh chị ơi, mình đi có 2,6 cây số thôi à. Đây anh chị xem nè, 2,6 cây số thôi, 5 phút là mình sẽ tới khu công nghiệp Long Giang nha. Còn từ vị trí của mình ở đây á, mà anh chị đi về tới thành phố Mỹ Tho á, thì trung bình á, mình đi á, là tầm khoảng 11 cây số. Mình đi là khoảng 20 phút đi là mình sẽ về thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Còn từ vị trí đất của mình á, mà anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì trung bình anh chị đi là có 53 cây số thôi hà. Mình đi là khoảng 1 tiếng 10 phút là mình sẽ tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi thì em xin nhắc lại ha, nhà của mình á là nằm ở xã Tân Lý Tây của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nhà là nằm bên đây kinh nha anh chị. Và ở đây là anh chị xem nè, khu vực dân cư đông đúc nè ha, nhà hàng xóm rất là nhiều luôn nè. Ở đây là sẽ gần thị trấn Tân Hiệp nè, gần ngã ba Phú Mỹ. Và sát bên nhà của mình nữa là sẽ có hai cụm khu công nghiệp. Một là cụm khu công nghiệp Tân Hương, hai là cụm khu công nghiệp Long Giang nha. Tổng diện tích đó là khoảng 310m2 và trong đó là có khoảng 100m2 thổ cư. Thì chủ kêu giá là 1,5 tỷ. Rồi nếu mà anh chị nào có quan tâm tới căn nhà này thì mình có thể liên hệ trực tiếp cho bên nhà đất Quyền Trang nha. Để tụi em sẽ dẫn anh chị đi xem đất và mình gặp trực tiếp với chủ nhà để thương lượng về giá cả luôn ha. Nhà thì em thấy còn rất là kiên cố luôn nha anh chị. Về thì anh chị mình chỉ cần có thể sơn lại một chút thôi, mình sửa lại khu nhà bếp và mình xây thêm một cái nhà tắm là anh chị có thể vô ở rồi. Đó. Rồi thì cảm ơn anh chị đã xem video của em ha.